đớm à. Nếu mà con không đi ngủ sớm thì sáng hôm sau con sẽ trở thành một cậu bé xấu tính, cáu kỉnh đó, con biết chưa? Con biết rồi. Ăn sáng đi con. Con làm sao vậy? Mùi ghê quá, con ăn đâu? Con làm cái gì vậy? Con có biết là rất nhiều đứa trẻ không có được bữa ăn sáng như con không? Thì mẹ ra đây. Bướng bỉnh mà. Xem ai cáo kỉnh kìa. Đó, nhìn mẹ nè con. Cười lên đi, cười lên mới dễ thương nè. Con đừng giữ cái mặt cáu kỉnh đó. Đó. Đó, con có sao không? Mặc kệ con. Sao chứ? Thôi được rồi mẹ thương. Thôi mà con. Thôi mà, đừng có khóc nữa mà. Không được ra khỏi phòng nghe chưa? Không được xem tivi. Phải là dễ thương hơn nhiều không? Dạ, bây giờ chứ đi, con sẽ không bao giờ cáu kỉnh nữa.